Trưa nay ngày 3 tháng 5, một xưởng gỗ nằm trên đường Bùi Thị Xuân, phường Tân Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, bất ngờ bốc cháy dữ dội, khiến một phần nhà xưởng bị đổ sập. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 3 tháng 5, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại nhà xưởng gỗ rộng khoảng 600 m2 trên đường Bùi Thị Xuân. Năm xe chữa cháy cùng 25 cán bộ chiến sĩ của công an thành phố Dĩ An đã đến hiện trường để dập lửa. Nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy, kèm gió lớn khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Ngọn lửa được khống chế dập tắt sau 2 tiếng đồng hồ. Nhiều đồ gỗ và bao bì carton bị lửa thiêu rụi, khoảng 200 mét vuông nhà xưởng bị đổ sập. Vụ hỏa hoạn may mắn không có thương vong về người.